Kính chào quý vị. Quý vị đang xem chương trình tổng hợp thông tin quốc tế ngày nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hezbollah phản công, 300 tên lửa phóng thẳng vào Israel. Theo Times of Israel, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo trong ngày 24 tháng 9, Hezbollah đã phóng khoảng 300 quả tên lửa vào các khu vực miền Bắc Israel. Phát ngôn viên IDF Daniel Hagari cho biết, phần lớn số tên lửa của đối thủ đã bị đánh chặn hoặc rơi xuống các khu vực không có người. Chúng tôi sẽ tiếp tục vô hiệu hóa khả năng tác chiến của Hezbollah nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Cũng theo ông Hagari, IDF đã phá hủy khoảng 400 bệ phóng tên lửa, 70 kho đạn dược và 80 kho chứa UAV của Hezbollah trong vòng 48 giờ qua. Về phía Hezbollah, lực lượng này xác nhận một chỉ huy cấp cao đã thiệt mạng và đòn không kích của Israel tại Beirut rạng sáng ngày 24 tháng 9. Nhân vật đã thiệt mạng là Ibrahim Qabasi, chỉ huy phụ trách đơn vị tên lửa của Hezbollah. Cùng ngày, Ngoại trưởng Lebanon Adalat Bouhabi đã kêu gọi Washington nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng đang có dấu hiệu lan rộng. Ông Habi nói, động thái của Mỹ là chìa khóa để cứu rỗi người dân Lebanon. Mỹ là quốc gia duy nhất có thể tạo ra sự khác biệt ở Trung Đông. Theo báo cáo của Bộ Y tế Lebanon, các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 23 tháng 9 đã làm ít nhất 569 người Lebanon thiệt mạng và 1.835 người khác bị thương. Phía Lebanon cho biết, phần lớn nạn nhân trong các cuộc không kích của Israel là dân thường. Điều này trái ngược hoàn toàn với tuyên bố của Israel rằng họ chỉ nhắm vào các chiến binh Hezbollah. Israel tiết lộ mục tiêu ở Lebanon, Nga và Mỹ kêu gọi giảm căng thẳng. Tình hình giữa Israel và Lebanon đang hết sức căng thẳng trước khi Lebanon ra đòn phản công. Israel đã liên tục không kích Lebanon nhằm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực. Trước tình hình đó, Nga và Mỹ đã kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, nhưng chưa có kết quả. Theo Times of Israel, trong ngày 24 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thực hiện 3 đợt không kích diện rộng tại Lebanon, bao gồm một cuộc tập kích tại thủ đô Beirut nhằm tiêu diệt một thủ lĩnh phụ trách đơn vị tên lửa của Hezbollah. Các quan chức của Tel Aviv tiết lộ mục tiêu của việc không kích là làm thay đổi cán cân sức mạnh trong khu vực thông qua việc phá hủy các phương tiện quân sự của Hezbollah và nhiều biện pháp khác. Theo nguồn tin của Times of Israel cho biết, chúng tôi đang nối tiếp các cuộc chiến dịch tiêu diệt chỉ huy Hezbollah Ibrahim Aquit. Theo Aviv, có hai mục tiêu chính. Đầu tiên là thể hiện sự răn đe trước Hezbollah và đảm bảo người dân Israel có thể trở về nhà. Mục tiêu thứ hai là làm suy yếu trục Iran. Một quan chức khác nói rằng IDF sẽ dừng chiến dịch nếu Hezbollah đáp ứng yêu cầu của Tel Aviv, bao gồm việc rút khỏi biên giới phía bắc của Israel. Đối phương biết rõ yêu cầu của chúng tôi. Nếu họ không thực hiện, chiến dịch của IDF sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo. Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bày tỏ sự quan ngại của Nga với tình hình của Lebanon. Ông Peskov kêu gọi các bên kiềm chế, nhấn mạnh không được để xung đột lan rộng ra toàn bộ khu vực Trung Đông. Về phía Mỹ, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan khẳng định chính quyền Tổng thống Biden vẫn đang nỗ lực để tìm cách giảm căng thẳng tại biên giới Israel-Lebanon, đồng thời muốn Tel Aviv tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn với Hamas. Ông Sullivan cho biết, Tổng thống Biden vẫn chưa bỏ cuộc. Có rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực để ngăn chặn cuộc khủng hoảng Trung Đông. Giây phút sinh tử giữa bom đạn của người dân Lebanon. Các cuộc không kích liên tục của không quân Israel nhằm vào nhiều mục tiêu Hezbollah đã khiến hàng nghìn người dân Lebanon phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Trong bối cảnh xung đột, người dân Lebanon phải đối mặt với những giây phút sinh tử đầy ám ảnh. Âm thanh của bom đạn và tiếng hét thất thanh cùng với nỗi lo sợ về sự sống còn tạo nên một cảnh tượng khủng khiếp. Những người dân vô tội thường phải tìm nơi trú ẩn trong các hầm ngầm hoặc nhà cửa, luôn sống trong nỗi bất an. Thông tấn xã quốc gia
NNA Lebanon cho biết, các cuộc không kích của Israel nhằm vào nhiều khu vực ở miền nam nước này đang gây ra sự hỗn loạn và hoảng sợ cho nhiều dân thường trên đường đi lánh nạn. Bà Hayat Anhai, một phụ nữ cao tuổi sống ở làng Ansa thuộc miền nam Lebanon, kể lại những gì bản thân chứng kiến. Căn nhà của chúng tôi bị nã bom ngay sau khi chúng tôi rời khỏi đó. Chúng tôi vừa rời đi thì cả căn nhà bị phá hủy ngay trước mắt mình. Cháu của bà Anhai, một dân làng Ansa, sau đó nói với cánh báo giới rằng toàn bộ ngôi làng đã bị bom đạn Israel phá hủy khi không còn một công trình nào ở đó đứng vững. Một chủ trạm xăng trả lời phỏng vấn NNA kể rằng bản thân ông đã chứng kiến cảnh tượng nhiều gia đình chen chúc nhau trên những chiếc xe tải chở đầy quần áo, đồ đạc trong hành trình tìm nơi trú ẩn an toàn. Người này nói thêm, có quá nhiều người phải di tản, tránh bom đạn, đến nỗi trạm xăng của tôi hết sạch nhiên liệu. Các nhân viên trong trạm xăng đã đi phân phát nước cho các gia đình bị mắc kẹt ở đây. Nhiều điểm dừng chân và tiệm bánh dọc đường đông nghịt các gia đình đang tích trữ hàng hóa. Fedward, 35 tuổi, cho biết cô và những đứa con của mình đã phải rời quê nhà là thị trấn Bou El Chamel thuộc miền nam Lebanon vào sáng ngày 23 tháng 9. Cô chỉ có thể gói gọn những đồ đạc ít ỏi mà bản thân có thể mang theo trước khi chất chúng lên xe của người thân. Cô Fawad cho biết, chúng tôi đã lâm vào tình cảnh này, nhưng điều tôi lo lắng ở đây là con cái của tôi. Chúng không biết chuyện gì đang xảy ra. Việc của tôi là chăm sóc chúng và tôi không muốn chúng phải trải qua điều này. Mohamed Gram Halous, một người dân sống ở trong thành phố Sidon thuộc Lebanon, kể rằng tình hình ở đây đang điên rồ khi mọi người từ miền nam Lebanon đang vội vã rời đi, khiến nhiều con đường kẹt cứng. Anh Graham Roos nói, xe ô tô đi về mọi hướng, tôi lo sợ về các vụ tai nạn giao thông hơn cả việc bị không kích. Mọi thứ hoàn toàn điên rồ, tôi quyết định sẽ quay trở về ngôi làng nơi gia đình tôi đang sống gần biên giới với Israel để đón vợ mình. Tôi phải quay trở về đó. Nhiều người khuyên can tôi đừng làm vậy, nhưng tôi không thể bỏ vợ lại một mình. Cô ấy chắc đang rất sợ hãi. Số liệu được hãng tin Al Jazeera cập nhật tới rạng sáng nay ngày 24 tháng 9 cho thấy không quân Israel trong ngày 23 tháng 9 đã tấn công hơn 1.600 mục tiêu nghi của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.645 người bị thương. Chỉ huy Hamas thiệt mạng ở Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ tố Israel gây hỗn loạn Trung Đông. Trong những đợt không kích của Israel xuống Lebanon đã có không ít người dân, binh lính, chỉ huy bị thương và thiệt mạng. Mới đây, phong trào Hamas đêm 23 tháng 9 xác nhận một chỉ huy của họ hoạt động ở Lebanon đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel tiến hành. Lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, nói rằng một trong những chỉ huy chiến trường của họ ở Lebanon đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện. Thông tin từ lữ đoàn Al-Qassam cho hay, vị chỉ huy này được xác nhận là Hussein Matmau Al-Nadeh, còn được biết đến với tên gọi Abu Sela, tại thị trấn Madrejon ở miền nam Lebanon. Số liệu được hãng tin Al Jazeera cập nhật tới rạng sáng nay ngày 24 tháng 9 cho thấy, các chiến cơ thuộc biên chế không quân Israel trong ngày 23 tháng 9 đã tấn công hơn 1.600 mục tiêu nghi của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Lebanon, khiến gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.645 người bị thương. Trước tình hình căng thẳng hiện nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng chỉ trích Israel, cho rằng nước này đang góp phần gây ra hỗn loạn ở Trung Đông. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng các hành động quân sự của Israel có thể làm gia tăng xung đột, ảnh hưởng đến ổn định trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và hòa bình, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn bạo lực. Tình hình này tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an ninh và nhân đạo cho người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đêm ngày 23 tháng 9 đã cáo buộc chính quyền Israel gây ra hỗn loạn ở Trung Đông sau khi tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào lãnh thổ Lebanon.
các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Lebanon đã đánh dấu một giai đoạn mới trong nỗ lực của Tel Aviv nhằm gây ra sự hỗn loạn trong cả khu vực. Chúng tôi kêu gọi các thể chế chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, nhất là Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, thực hiện những biện pháp cần thiết. Thông cáo từ Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ viết, chính quyền Israel tới nay chưa bình luận về thông cáo trên của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký theo dõi kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin nổi bật ở các khung giờ trong ngày để phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!